Rồi, hello hello anh em. Lại buổi chiều tới nữa anh em. Bữa nay em tiếp tục em lên cái video nha để em quay lại em review lại cái dàn chim của nhà em cho anh em tham khảo nha anh em. Em đang tá phục trục cái lồng này anh em để em lên trục chim mới anh em ha. Đó, chim bữa nay là nhưng cám cứng nhiều anh em. Em đưa lên lồng anh em ha. Đó. Em đã review em lại quay một vòng sơ lược qua cái nhà em cho anh em tham khảo nha. Nhưng mà những cái con bữa nay muốn chia sẻ với anh em là những con mồi anh em đó, những con mồi thì anh em đi anh em nếu mà anh em có theo dõi em chắc anh em đã biết cái lực lượng mồi của em rồi. Em có những con mồi cũng rất là ok anh em ha. Mấy bữa nay thì có nhà anh em hỏi em coi mồi có chia sẻ không anh em, thì lại nhà em cũng còn được hai ba con anh em. Anh em mà có nhu cầu chơi mồi thì em cũng có thể chia anh em nha. Một con cứng nè, con mồi lão anh em, rồi con mồi chuyền với lại một con mồi mồi lở với anh em. Mồi lở có nghĩa là mồi bắt được dài bỏi thôi anh em ha, mồi lở đó. Để chia sẻ với anh em mà có nhu cầu mồi thì cũng có thể liên hệ em nha. Chim cà phê đây anh em, chim cà phê cũng còn được mấy con anh em. Chim cà phê đây anh em đó, chim cà phê đây đó. Thì những con cà phê như vậy thì cũng khá là dễ anh em, dễ chơi anh em đấy. Những cái bộ này anh em combo như vậy tầm cỡ 2 đồng anh em, 2 đồng là có rồi anh em, là có luôn luôn có lòng luôn luôn lòng anh em. Anh em coi lòng nè, lòng có mông cực kỳ chắc chắn vậy nè, móc đồng nữa ok hết nè ha. À, còn những con bổi thì bây giờ hiện tại giờ em đang bổi thì em đang có 2-3 dòng bổi anh em. Bổi cắm cứng nè, bổi nói chung là cắm cứng rồi bổi bổi như giá rẻ anh em, rồi bổi trung bình cái với lại bổi chuyền anh em. Hiện tại giờ đang là một chuyền chơi rất là hay anh em. Chuyền thì em bắt hiện tại giờ bắt buổi buổi giờ ít lắm anh em, buổi chuyền rất là nhiều anh em. Chim chuyền thì nó số lượng hiện tại giờ nó ngoài rừng nó rất là nhiều anh em, với lại một phần cái mùa này mùa của nó đó nên nó ra rất là nhiều luôn anh em ơi, bẫy ra cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà để tuyển được những con bổi mà nó ăn cám cứng rồi thì cũng hơi là khó anh em. Đây có mấy con bổi bộ gà tre đây anh em, bộ gà tre nha anh em, beo bộ gà tre anh em thấy đu ben không đó, cánh sẻ đu ben lên đó là bộ bộ cái dùng dây da bộ beo anh em ha. Đây cũng con beo anh em, cái ngực nó trổ chưa có full anh em, nó còn đốm 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 anh em. Đây còn da beo đây anh em đó. Chuyền thì hiện tại giờ em cũng còn được cỡ mười mấy con chuyền anh em đó. Anh em nào có nhu cầu chuyền thì cũng thể liên hệ với em nha anh em nha. Đó đây đó, đây nè mới sông long đây anh em, một là tre đây anh em ha, có nhiều lắm. Đây chuyền đây anh em. Đó. Đây anh em, đây chuyền đây anh em ơi, chuyền là nhà em vô biên luôn anh em ơi, nhiều lắm anh em ơi. Còn những con máy là em không có bán nha anh em. Đó, anh em hỏi em mấy con máy bán sao này nọ, em không có bán máy, anh em nếu còn mua máy em không có bán nha. Máy thì em chỉ để dành tặng cho những anh em nào ủng hộ kim của em nha, thì em sẽ tặng máy chứ em không có bán máy anh em ha, thì máy em không có bán. Đây anh em chuyền đây nè, những hàng này thì em lên lòng riêng em tầm máu là em hiểu ha, nó rất là ok anh em ha, em mới để riêng anh em ha. Đây là con 4 ngày vẫn còn anh em, con 4 ngày của em vẫn còn ở đây anh em ha, nó vẫn chưa cắm cứng nha, nhưng mà cái hàng này không giao dịch nha, hàng này để em trải nghiệm anh em ha. Đó. Đó, rất nhiều luôn. Anh em nào có nhu cầu tuyển hút mật ha. Rồi hít cô em cũng còn anh em, hít cô bên em đây nè. Hít cô đầu đen nè, mấy hôm qua nay cũng mấy anh em hỏi hít cô anh em. Hít cô thì mấy con đầu đen anh em, đầu đen cám cứng nha. À, đi phân nè. Anh nhìn cái núi rồi đó. Đó, cám cứng luôn anh em, cám không? Cám cứng. Combo như vậy anh em, combo như vậy thì tầm khoảng 350 tới 400, như ví dụ như cái lồng này là 350 này. Cái bộ này là 400, tại vì cái lồng nó mắc hơn em ha. Đó, 400 một bộ là huyết cơ đầu đen anh em nè, nó phải đầu đen không? Chim thuần nha anh em. Chim dạng thuần nha anh em. Đó. Kêu hót lại ra cho anh em ha. Hót lại ra cho anh em ha. Đây đầu đen này, con đầu đen nè. Hót lại ra như này như vậy thì combo này thể 350 nha anh em. Đó, combo này là 400. Lồng inox nha anh em ha. Này thì rẻ hơn. Đó. Còn được mấy bộ chim tầm 5 sợi 7 sợi gì đó là chim đã có thái độ anh em ha, chim cắm cứng có thái độ rồi anh em ha.
là sẽ có giá như vậy nha em. Chém nhân cho kia nè nha. Anh em nào mà mấy anh em ở ngoài miền Bắc mấy nay gọi cho em nhiều anh em, nhưng mà em xin lỗi mấy anh em ha, tại vì nó xa xôi anh em gửi ra đó em rất là ngại nè, nó sức khỏe nó không ổn định đó anh em, nghe cô kêu không, cô kêu ra ra hóc ra hết anh em ha. Rồi ok, thì nhà em hiện tại giờ còn sức khỏe gì hơn em, đang ráp mấy cái lọc để lên lô chim mới anh em. Rồi em bữa nay thứ ba anh em ha, rồi chúc anh em một ngày mới tốt lành nha. Anh em nào có ủng hộ thì anh ủng hộ anh em ha, nhớ bấm số Zalo trên màn hình để gọi cho em rất thích anh em gọi cho em nha, để anh em nói chuyện cho nhanh anh em ơi, vừa nhanh vừa đỡ mất thời gian của anh em, mà vừa anh em nói chuyện cho nó thân mật cũng dễ, mình cởi mở ra mình mua bán cho nó dễ anh em ha, chứ còn mình nhắn tin nó lâu mất thời gian của anh em lắm. Ok nè, em cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đây anh em điện thoại qua đó cho nước vừa tối phui cho bắt luôn anh em nè, chim chuyền đây anh em, chuyền anh em, chuyền là chuyện nuôi nuôi bổi lên anh em, phải con anh em đó nè, bây giờ cầm tay ăn là nó thấy không, chuyền chuyện nuôi bổi đó chứ không phải chim con anh em đó, khá thuận anh em nào mà thích là điều khiển đế bàn là con này là có xuất sắc anh em ơi. Con này là bao anh em chơi luôn nha, con này riêng con này là bao anh em chơi luôn, đem con chè chìm vô nó cự ghê lắm anh em ơi, đó đó cắn luôn em thấy không, chè chim mồi vô với anh em, chim này chim mồi nha, mà chim thấy chim mấy anh em đó, nó bị đụng theo vào lông cánh đấy nè, mình thưa thưa làm sao đó, nhưng mà là ăn đi con, nè ăn đi, ăn đi, ăn đi được rồi nè, ở đây đây nè, ăn đi kêu gì mới nữa đó, bây giờ thuần là gì đây đó, được rồi nè, kệ vô dứt nè, đó 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 thôi, hộ báo có chồng anh em mày, nhìn thấy không, kè chim mồi vô dứt liền ra bộ dứt liền luôn đó, bây giờ nè đây nè, miếng nè đây là mình đây nè, đây đây trong miếng nè, ok không anh em, xịn luôn anh em, mấy anh em nào thích chim thuần chim cái độ đây anh em, mình nghĩ sẽ ổn như nè, đây nhìn rau không, có thằng mang la cự chim mồi nè, chim này chim mồi, con này con mồi già anh em, mồi lào anh em chứ không phải mồi chuyền anh em, đó nè cậy vô, đó đó, rồi hơi bấu cái giò vô cái lập luôn anh em, ghê thiệt ghê thiệt, hàng này xịn anh em, anh em cân nhắc trước khi gọi nha. Nè ở đây ăn với nè, nè đây quá xịn anh em ơi, quá xịn sò anh em ơi, quá xịn sò anh em ơi, à còn gì chờ gì nữa anh em, anh em nào kết thì cái số Zalo cho màn hình gọi cho em nha, hơi chát xíu nhưng mà xứng đáng anh em, bây giờ nè nè chim thấy đổi hết chưa, rất là thuần nè, thuần cho anh em coi nè, thuần là dây đây nè, con đây con Hàn Quốc à, ok anh em, bọc cũ cái bé này nha anh em. Ăn lắm, ăn lắm, ăn lắm, ăn lắm. Đó.
Đó. Rồi, quá giỏi rồi nè, em biết thử nè. Thưởng. Một thủ nha anh em. Kết thì bấm số zalo cho mình gặp em. Xin chào anh em nha. Bữa nay em nó đi hơi sai nha anh em. Nay sáng em đi công việc anh em, em đi ở bà xã đi công chuyện anh em. Thì em cũng cũng khá là xa nhà anh em. Nhưng mà cũng sắp xếp tranh thủ đem hút một năm màu đi anh em ha. Thì xuống dưới đây, ở đây là thị xã Tây Ninh nha anh em. Thị xã Tây Ninh cách nhà em khoảng 40 cây nè, cũng tranh thủ đem hút mật màu cho để vợt anh em ha. Rồi trong quá trình vợt em sẽ quay lại cho anh em xem ha, đi xa xa để coi con mồi có kêu anh em, tại vì làm nó quấn nhầm nhà không anh em đó. Rồi em sẽ coi khu vực này con còn kêu không, chứ từ lúc trước xã anh em này bảy hết rồi thì em đi bảy anh em ha. Nếu mà chim hay thì em sẽ giữ được một hai con để em đem về em nuôi chơi anh em ha. Còn nếu mà em thấy bình thường thì em sẽ phóng sanh lại anh em ha. Đấy, em chúc tất cả anh em một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nhé. À, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em anh em ha. Anh em nào có tuyển đội năm nào thì có thể ủng hộ em nha. Số Zalo em ghim cho màn hình nha anh em. Ok anh em, cảm ơn em nha. Mời anh em theo chân em đi bảy chim một ngày ha. Đây anh em đi chơi mà cầm theo cái lập này nè, này anh em ơi, đi tới cái quán ăn này nè, sân vườn mày quá trời đông luôn em ơi, đông lắm. Đây, mình thấy cái chỗ này mình treo lên cho xanh em ha, con năm màu truyền của mình có đây ở trong xe nóng, ở cấp xe sao anh em, hầm nóng anh em, mà mở ra cũng chưa kêu anh em, chưa kêu là ghê. Ok nè, để em đi vòng coi kiếm cái bỏi nha. Hôm nay mình đi đánh chơi nè, đánh chơi có bỏi hay hay thì mình giữ lại, bắt lại con giữ là kỷ niệm cho anh em ha. Còn nếu mà bình thường thôi mình thả lại. Ok anh em ha, quan trọng có được không đã. Đây nha anh em, đây mình lên thành phố mình bẫy chim nha anh em. Đó, ở quê mình ở trên kia mình lên rừng mình bẫy là bình thường quá anh em. Nay mình lên thành phố mình bẫy chim luôn, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa anh em? Này có một cái đám xài này, em đi con chuyện ở trong trung tâm thành phố nên anh em, chứ mấy chỗ này đi cũng cái chục cây gì đó mới thấy được cái chỗ này nè, có cây cối nè, máng lên thử cái gói anh em ha. Đó, mọi kêu nè, có bỏi hay sao mọi làm dữ này mày. Có bỏi hay sao mọi làm dữ với cái anh đi 40 cây rồi anh không có bị quẳng anh em, quẳng ra vẫn chơi bình thường nha. Xe tải anh em ơi, có cho xe không ơi, hình như là mình không thấy con năm màu luôn anh em ơi. Nãy mình ở chỗ kia nãy có được hang đủ nguyên anh em, con năm màu thua đi đó ra không thấy con năm màu hết trơn. Em ăn lên mồi làm thấy ghê lắm mà không có con năm màu nào về hết trơn em ơi. Ở thành phố là chắc thua rồi em ơi. Nè em có em vô dưới rìa cũng có cây nè, tràm nó cách kiểu rồi anh em, mà sao không thấy con năm màu nó trơn em ơi. Hôm nay chắc mớm rồi em ơi, hôm nay đi thành phố cho ăn bữa mớm rồi.